Thủy Tiên xin chào ông bà cô chú anh chị nha. Đây là cây đại tướng quân nha cô chú anh chị. Bên vườn Thủy Tiên có một số cây đại tướng quân. Thủy Tiên quay chia sẻ đến cô chú anh chị mình gần xa có cần cây này để làm thuốc thì liên lạc alo qua số điện thoại nha cô chú anh chị. Bên Thủy Tiên thì có cô chú anh chị mình ở xa thì Thủy Tiên có giao cây cho cô chú anh chị mình đến tận nhà luôn nha. Thì cái cây đại tướng quân này nè thì cô chú anh chị mình cũng cũng có rất nhiều cô chú anh chị biết đến cái cây này thì mình dùng để trị đau nhức gai cột sống rồi đó cô chú anh chị. Cái lá này nè mình lấy cái lá mình xào để mình đắp trực tiếp lên cái chỗ mình bị đau nhức nè, hoặc là mình để mình hơ lửa, thì mình nằm nó chuyên trị về đau nhức. Mình đau nhức chỗ nào thì mình cứ đắp ngay chỗ đó nha cô chú anh chị. Cây này thì nó có hoa màu trắng nha cô chú anh chị. Bên vườn Thủy Tiên là trồng cái loại hoa màu trắng. Đây, cây nó đang chỗ hoa nè. Cây đại tướng quân thì nó có hai màu, một loại thì nó màu trắng, còn một loại thì nó màu đỏ. Cô chú anh chị nào mình chưa dùng qua cây này á, thì Thủy Tiên chia sẻ cho cô chú anh chị mình biết rõ thêm về cái cách để mình trị bệnh nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị mình bị về xương khớp hoặc là thoái hóa hay là bị gai thì mình lấy cái lá mình kết hợp chung với gừng với lại muối thì mình xào lại cho nó nóng lên nha cô chú anh chị. Mình xào cho nó nóng rồi mình đắp trực tiếp vào chỗ đau. Thì mỗi một lần là mình sử dụng thì mình xài khoảng tầm một lá. Cái lá mà khi mà cái cây nó lớn thì cái lá nó rất là lớn nha cô chú anh chị. Cái lá của nó là dài là khoảng tầm 1 mét luôn á. Thì cô chú anh chị mình dùng một lần là khoảng được một lá thôi. Tại vì cái lá là nó rất là, một lá thì mình làm ra nó rất là nhiều. Còn cái cây nhỏ thì mình xài khoảng tầm 3 lá 4 lá. Còn riêng về cái cây mà Thủy Tiên chia sẻ ở đây thì mình xài một lá và khoảng 200 g gừng và 100 g muối nha cô chú anh chị. Mình cứ xào mình đắp trực tiếp lên đó. Mình nằm mà được cái độ nóng của nó, mình giữ cái độ nó ấm ấm là nó rất là tốt nha cô chú anh chị. Cái bệnh của mình nó sẽ mau khỏi hơn. Giờ mình nằm mỗi một lần như vậy mình đắp là khoảng tầm 1 2 tiếng 3 tiếng. Thời gian nó càng lâu càng tốt nha cô chú anh chị. Để cho cái thuốc nó được thấm vào cái chỗ đau á. Cây này thì chị về đau nhức rất là hay nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị mình mà bị đau nhức á, mình uống thuốc rất là nhiều nhưng mà không có khỏi, chưa có khỏi, chưa hết á, thì mình cũng nên dùng cái cây đại tướng quân này nha cô chú anh chị. Cây đại tướng quân này thì có rất là nhiều khách đó là tới tìm cái cây này về sử dụng qua thì cũng đều nói là cây này nó rất là hay. Cây đại tướng quân thì cô chú anh chị mình khi mà nó chỗ bông á, thì mình nhìn nó mình sẽ dễ phân biệt nha cô chú anh chị. Tại vì cái cây này thì
rất là giống với những cái loại cây thuốc khác, giống như cây dinh nữ hoàng cung nè, cái lá thì mình nhìn nó cũng rất là giống, nhưng mà khi mà nó chỗ bông á, thì nó nhìn nó rất là khác. Với lại có sử dụng qua thì nhìn nó là mới biết nha cô chú anh chị, mình chưa có sử dụng qua thì mình không có, mình nhìn nó rất là giống nhau, mình không có phân biệt được đâu là cây cây trinh nữ hoàng cung và cây đại tướng quân nha cô chú anh chị. Khi mà nó chỗ bông thì mình nhìn cái bông nè thì mình phân biệt rất là rõ ràng. Còn khi mà nó còn nhỏ thì cô chú anh chị mình phân biệt thì nó rất là khó phân biệt luôn nè. Đây là như là cái cây này nó nhỏ nè, cây này nó chưa ra bông thì mình có khi mình bị nhầm là cây thuốc này là giống cây thuốc kia. Cây này còn nhỏ nè, nhìn nó rất là giống cây trinh nữ hoàng cung luôn nha cô chú anh chị. Như Thủy Tiên trồng thì nhìn nhìn nó rất là quen, nhìn thì phân biệt được, cây nhỏ cây lớn thì phân biệt được. Còn có một số khách thì nhìn nó là không có phân biệt được luôn á cô chú anh chị. Thủy Tiên chia sẻ đến cô chú anh chị mình có cần dùng thì alo qua số điện thoại nha cô chú anh chị.